Những ai đã từng nhìn qua hình ảnh về cuộc chiến Việt Nam, chắc cũng có lúc đã bắt gặp hình ảnh một người lính Việt Nam Cộng Hòa đang bị thương tật, bị đuổi ra khỏi nơi chữa trị của mình là Tổng y viện Việt Nam Cộng Hòa vào chiều ngày 30 tháng 4. Tấm hình nhỏ không có nhiều sự thuyết minh, nhưng chỉ với ánh mắt của người thanh niên đau đớn, mệt mỏi, đang chống nạn bước đi, đã là sự ám ảnh không lời đến tận cùng. Trong bộ quân phục có vẻ mặc giàu dội dã, anh lính Việt Nam Cộng Hòa đó bước đi và lọt vào khung hình, trở thành một dữ liệu giằng xé im lặng, như một vết thương không bao giờ lành về một câu chuyện có thật. Những người thương bệnh binh bị chĩa súng đuổi ra đường ngay sau khi quân đội Bắc Việt tràn vào Sài Gòn. Nhiều năm trôi qua, người ta vẫn tự hỏi, người lính ấy còn sống không? Giờ này người đàn ông ấy ra sao? Với đôi chút thông tin giặc, chút hình ảnh và luôn dò hỏi, thật bất ngờ là đúng vào tháng 4 của 46 năm sau, sự có mặt của người lính ấy bỗng bất ngờ hiện ra trong cuộc tìm kiếm nhiều ngày của chúng tôi, những người miền Nam thế hệ hôm nay. Thật kỳ diệu, ông vẫn còn sống, hiện ở Chơn Thành, Bình Phước. Người lính ấy, Hạ Sĩ Nhất, Võ Phùng Dương, số quân 74/145-811, KBC-3506, tiểu đoàn 52, liên đoàn 3 biệt động quân, vẫn im lặng tồn tại non nửa thế kỷ qua nhiều biến động của cuộc đời. Thật khó nói đó là những điều đắng cay số phận hay kiên cường cao quý của ông. Khi gặp, ông vẫn giữ được nụ cười bình dị, hiền lành và kiểu trò chuyện chân chất khi tiếp chúng tôi tại ngôi nhà nhỏ của mình. Câu chuyện Hạ Sĩ Nhất, Võ Phùng Dương chống nạn bước ra khỏi Tổng y viện Việt Nam Cộng Hòa, hay bị hỏi là sao biệt động quân mà mặc đồ bộ binh. Buổi chiều ngày 30 tháng 4 1975, khi mọi người đang nằm trên giường bệnh, khắp nơi cứ mỗi lúc tràn về những tốp thương binh mới, làm chật cả lối đi, chen chúc nhau ở mỗi phòng. Dù là ngày cuối cùng của cuộc chiến, đã có lệnh đầu hàng từ trưa, nhưng có vẻ giao tranh vẫn không dứt hẳn. Có những người được đưa vào với vết thương mới, tuôn máu không ngớt. Bất ngờ tràn vào khắp ngõ trong Tổng y viện là những nhóm lính quân phục miền Bắc, súng AK chĩa lăm lăm, đằng đằng sát khí, lên giọng quát: "Chúng mày cút ra hết!" Lúc ấy ông chỉ mới 22 tuổi. Khi bị đuổi ra khỏi giường bệnh và cố lết về nhà ở quận 4 Sài Gòn trong một buổi chiều nghiệt ngã của cuộc đời, không ai trong chúng tôi tin được người sắp gặp mặt đó lại là một chứng nhân của lịch sử, lại là một nhân vật nổi tiếng từ bức ảnh luôn được chia sẻ trên các trang mạng, bản tin quốc tế, đặc biệt vào mỗi tháng 4. Tại ngôi nhà của mình ở Chơn Thành, Bình Phước, đúng buổi trưa 30 tháng 4, đủ 46 năm kỷ niệm đó, ông Dương nhớ lại, cười ngất. "Lúc đó bị chĩa súng đuổi ra, ai quơ được bộ đồ nào mặc được là lo bận đi ra, còn sợ tụi nó không vui bắn luôn nữa chứ." Theo lời ông kể, người ta hình dung rằng đây là một chủ trương có tính toán chứ không phải ngẫu hứng từ viên chỉ huy cực đoan nào đó. Bởi theo lệnh phát đi và nòng súng hướng dẫn, những người thương bệnh binh Việt Nam Cộng Hòa đó phải nhanh chóng tựa vào nhau đi ra bằng ngõ sau và ngõ phụ, chứ không phải là cổng chính. Mục đích rất rõ là không muốn tạo sự chú ý với dân chúng hay để cho giới phóng viên ngoại quốc còn trụ lại Sài Gòn có thể ghi hình được. Ông Dương lúc đó chỉ còn một chân, cố chống nạn đi. Vết thương đó ông nhận vào tháng 2 năm 1975 trong một trận tử thủ ở ngay Bình Phước. Ông Dương về nhà và lại trải qua 5 năm tù với cái chân cụt của mình. Do ông nghĩ mình là thương phế binh nên không cần tập trung làm gì. Thế nhưng ông bị áp giải mang đi vì tội ngoan cố không trình diện. Lúc vào ở trại tù A20, ông có hỏi cán bộ là mình bị án bao lâu. Viên cán bộ quản trại nhếch mép: "20 hay 30 năm, tùy theo thái độ hối cải của các anh." Quay trở lại nhà vào cuối năm 1979, ông mới hay nhà của ông bị trưng thu. Anh chị em, cả mẹ già đều đi kinh tế mới ở Bình Phước. Hỏi ra mới biết là quân quản khu vực tới nói là nên đi kinh tế mới để ông được ra trại, bị giam 2 năm thôi. "Tụi nó gạt để lấy nhà, chứ chính tụi nó cũng không biết khi nào chú được thả về nữa", ông Dương kể. Từ đó, ông Dương sống bằng nghề cạo mũ cao su cho một chủ đất. Công việc ngày qua ngày và được ông chủ thương giúp cất cho cái nhà kế bên. Cuộc sống của ông Dương chọn Bình Phước làm chỗ trú thân, không muốn bị phiền nhiễu bởi thế sự. Và rồi một ngày khi không quá khó khăn, ông Dương chợt nhớ tới đồng đội của mình, đặc biệt là những người đã nằm lại ở Bình Long năm 1972. Ông gom góp tiền bạc và tới An Lộc mua một rẻo đất nhỏ, đi bốc mộ tìm hài cốt đồng đội theo trí nhớ, tập hợp về chung ở nơi mà ông gọi tên là Nghĩa Trang An Lộc. Có cả thảy 81 ngôi mộ như vậy nằm ở đó. Ông Dương chi tiết lập bản đồ, tên họ những ai còn ghi lại được, để hy vọng sau này thân nhân tìm tới dễ nhận ra hơn. Công việc của ông kéo dài từ 2012 tới 2013 thì hoàn thành tương đối. Công việc khởi đầu thì lặng lẽ, nhưng sau đó có thêm người biết,
cùng bắt tay nhảy vào tiếp sức với ông. Danh sách những quân nhân ở nghĩa trang này được ghi lại với nét chữ nắng nót. Tôi ít học lắm, không có giỏi chữ nghĩa đâu. Tôi nhớ trận đó dữ lắm, năm 1972 mà, ác liệt vô cùng, phải nói là đánh như xì nê luôn. Ông Dương nói. Theo quân sử, An Lộc là địa bàn quân sự chiến lược tối quan trọng đối với quân lực Việt Nam Cộng Hòa, vì đây là cửa ngõ Tây Bắc ngăn chặn quân Bắc Việt tiến về đô thành Sài Gòn sau khi quận lỵ Lộc Ninh rơi vào tay họ ngày 7 tháng 4 1972. Trận An Lộc là trận then chốt mà phía Hà Nội tin chắc là sẽ thắng, nên khi đó bà Nguyễn Thị Bình, trưởng đoàn đàm phán của mặt trận giải phóng miền Nam, cờ nửa xanh nửa đỏ, mạnh miệng tuyên bố chỉ trong vòng 10 ngày nữa An Lộc sẽ là thủ đô của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam. Chính vì vậy mà có tới 7 đợt tấn công kể từ ngày 13 tháng 4 không ngừng từ phía Bắc để cố chứng minh cho lời tuyên bố nói trên. Thế nhưng trong cuộc đánh trận và đối diện cả hai đợt tấn công dữ dội của phía Bắc Việt phối hợp với mặt trận giải phóng miền Nam, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã chiến thắng dễ dàng và tuyệt đối, trong đó có sức trẻ của ông Dương và sự hy sinh của nhiều bạn bè ông. Chính tay ông Dương chôn cất những đồng đội của mình ở vùng đất giao tranh đó. Thỉnh thoảng có người từ hải ngoại về tìm thân nhân của mình tại An Lộc, được ông Dương giúp đỡ, có ghi lại tin tức cảm ơn hoặc nhắc về ông. Nhưng đó cũng là những lúc công an địa phương tới làm việc với ông về việc tập kết thành một nghĩa trang nhỏ như vậy. Tụi nó rầy rà lắm, nhưng riết rồi chú cũng quen, vì mình cũng làm một mình chứ có băng nhóm gì đâu. Vả lại chuyện đã lâu rồi. Điều làm chúng tôi bất ngờ là câu chuyện cải táng 81 nấm bộ đồng đội đó của hạ sĩ nhất Võ Phùng Dương không phải là câu chuyện ông định kể, mà bất ngờ bật ra khi chúng tôi hỏi han về thời đi lính của ông vào lúc chuẩn bị chia tay ra về. Tôi thấy mình còn sống được, anh em thì chết hết rồi, nên thôi thì quy tập lại cùng nhau. Tình thương, tình đồng đội thôi mà. Khi mấy ông công an hỏi, tôi cũng chỉ biết nói như vậy. Lúc sau này, người thân của các hài cốt tới quay phim đưa lên mạng gì đó, nên công an biết, tới nói này nói nọ kiếm chuyện với tôi. Chia tay chúng tôi, đưa ra tới tận cửa. Ông bước đi với dáng khỏe mạnh và tự tin, dù một bên là chân gỗ. Người cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa khiến chúng tôi trên đường về cứ im lặng suy nghĩ điều ông nói. Khi hỏi về tâm trạng của ông là một người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa và cũng bị nhà nước hiện thời đối xử với định kiến, liệu ông có mặc cảm là một kẻ thua trận không? Ông Dương bật cười lớn sảng khoái. Người ta đầu hàng chứ tụi tôi có nói mình đầu hàng đâu. Không đầu hàng thì sao gọi là thua được.